Mỗi năm cứ tới mùa mận là Hùng tranh thủ làm ngay cái món siro mận để dành uống dần Vì cái món siro này đúng ngon luôn Mà nhìn cái màu đẹp tự nhiên là mê liền Còn để bảo quản được lâu nữa Rồi, vậy bây giờ các bạn cùng đi làm với Hùng nha Nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đó là mận Hà Nội nha Sau đó là đường, khóm và thêm một xíu muối Mận sau khi mà mình mua về xong thì mình ngâm qua nước muối và rửa và lấy nước lạnh nhiều lần cho sạch nha rồi rửa xong rồi á, tới cái bước này ai xiên á thì mình gọt vỏ hết Không xiên thì cứ để vỏ bình thường thôi Mình cắt làm hai làm ba gì đó tùy ý Mà các bạn cứ lựa chọn những trái mận chín căng mộng to tròn Thì để vỏ luôn nó cũng không có bị chát đâu Rồi còn cái phần khớm mình cắt nhỏ sau đó cho vào có xay Ấn nút nhẹ cái là nó nhuyễn rồi Đâu có cần ngồi băm đâu đúng không Sau khi mà khớm nhuyễn xong thì bây giờ mình tiến hành cho đường vào cái phần mận nè cho cái phần khóm đã xay nhuyễn vào rồi cho thêm xíu muối nữa ha mình trộn đều cái hỗn hợp này lên và để ngắm tầm khoảng tiếng á, cho nó tan hết cái phần đường nha à trong lúc trời tan đường á, thì sẵn phê với cả nhà cái vòng trầm hùng mới mua bên phong thủy nguyên lê nè được khắc chữ theo tên nữa và có kèm theo lá số phong thủy theo ngày tháng năm sinh mà đeo vòng trầm hùng thấy á, mọi thứ may mắn rồi công việc cũng thuận lợi và suôn sẻ nữa mà so ra nhìn cũng đẹp cũng thời trang nữa nè rồi, sau một khoảng thời gian á, thì cái phần mận của mình á, đường nó cũng tan hết rồi nè Mình lấy cái nồi mình cho tất cả vào hết nha Và bắt lên bếp bắt đầu nấu nè Lúc đầu mình mới vừa bắt lên bếp á, thì các bạn cứ để lửa to nha Cho nó sôi đùm lên để mình hớt hết cái phần bọt nè Cho cái phần siro của mình một hồi nó sẽ đẹp và trong hơn Và sau đó thì các bạn cứ để lửa nhỏ riêu riu và sơ điều nha Không thôi nó khác á, cho nó rút nó keo lại như thế này là được rồi đó rồi, bây giờ nó nguội rồi thì tiến hành làm ngay một ly trà mận uống liền thôi Cái giây phút này là trời nãy giờ rồi nè mà ta nói tới mùa mới được uống cái món này bởi vậy mùa nào tới á, là hùng tranh thủ làm liền nha à. giữa cái mùa hè trưa nóng nực mà có ngay một ly trà mận uống ta nói nó thanh mát đã dễ sợ luôn á rồi ly trà mận của tôi còn có tấp nữa này ngang mà khi các bạn làm siro mận này nè nhiều quá uống không có hết á thì cứ múc vào cái keo lọ sạch cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản và sử dụng dần thôi để được mấy tháng luôn đó